Với hiện giờ mình mới nghe cái câu nói mà đạo Phật bị bế, hay là gọi là thời mạt pháp là chánh pháp bế rồi. Có nghĩa là giờ là do cái suy nghĩ học Phật pháp của chúng ta nó lệch lạc thì được gọi là đạo bế. Cái gốc chính của Phật dạy ban đầu á, thì cái chân chính ban đầu á, thì nó làm lệch lạc đi tam sao thất bổn. Nhưng mà mình tin rằng trong kinh dịch nói là trong âm có dương, trong dương có âm, không có nghĩa là đời mạt pháp thì sẽ có chánh pháp. Chỉ đều là cái phần mà hiểu gì chân chân chánh á, về Phật pháp thì nó số ít thôi. Còn còn cái thời mà trong dương có âm là có nghĩa là cái thời chánh pháp rất là hưng thịnh đó, thì trong chánh pháp vẫn có những cái mầm mống, những người mà có suy nghĩ lệch lạc chưa có chân chánh vẫn có. Đó thì thời của Đức Phật còn tại thế thì thời đó là gọi là trong dương có âm, phải không? Thì là Phật thời đó chánh pháp rất là hưng thịnh, là người người ta sống rất là hạnh phúc, không có nhiều cái tiêu cực, không có tầng lớp giai cấp gì hết. Nhưng mà vẫn cái phần âm á, là những cái thành phần mà suy nghĩ vẫn chưa chân chánh, họ vẫn cứ theo chống phá Phật, mà cái số đó thì rất là ít. Tại vì chánh pháp hưng thịnh mà Phật còn tại thế thì Phật giống như mọi người được có sự ảnh hưởng của Phật á, nên người ta sẽ đặt niềm tin mạnh hơn, vững hơn về Phật. Mà nếu mà người ta có gốc mạnh, người ta cũng đến tìm Phật để Phật chỉ dạy ra, giải tỏa được cái gốc mắc của mỗi người. Rồi thời đó cũng là A-la-hán rất là nhiều vị tăng giác ngộ nó cũng rất là nhiều. Bởi vậy thời đó chánh pháp rất hưng thịnh, thì thời đó gọi là trong dương có âm. Còn dần dần đời Phật tịch rồi, Phật tịch thì đương nhiên giống như là cái kiểu y như con rắn mà mất đầu gì đó, thì giờ chỉ còn dãy dụa cho tới khi nào hoàn toàn bất động. Thì khi Phật tịch rồi vẫn còn các vị A-la-hán, rồi nó dần 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 các vị nó cũng tịch hết luôn rồi. Thì bắt đầu tâm tánh con người đó, cái bên cái phần âm đó, cái phần mà những người mà người ta vẫn chưa có cái chánh kiến á, người ta bắt đầu nổi dậy, người ta nổi dậy, người ta lật đổ đạo Phật, lật đổ những cái giáo lý, những cái gì Phật dạy đó. Bởi vì người ta, cái đó là do chúng sanh, họ cũng là chúng sanh thôi, họ cũng tất cả đều giống như chúng ta, là cũng là con người thôi, chỉ điều là căn cơ trình độ họ chưa chưa tới cái giai đoạn mà giác ngộ hoàn toàn như Phật được, nên họ thấy nó sao không có giống mình, nó lập luận nó ngược lại mình, thì họ sẽ chống phá thôi. Đó thì chống phá cho tới mà tới bây giờ đó thì gọi là mạt pháp luôn, là cái phần tà 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 tâm, cái suy nghĩ lệch lạc nó nhiều hơn là cái suy nghĩ chân chánh. Nhưng mà cái thời này gọi là tà nó cực định cực thịnh luôn. Thời này là người ta cứ bị mê tín dị đoan, bị cái mà dễ tin một cách mù quáng, hay là những cái này kia, nói chung là nó rất là tiêu cực nhiều hơn là cái tích cực. Nhưng mà vẫn có tích cực, là tại vì trong âm vẫn có dương, trong dương vẫn có âm mà. Cái đó là quy luật của trời đất, không bao giờ mất được. Cái đó Phật nói là dù Phật có ra đời hay không thì chân lý thì pháp vẫn cứ thế. Có nghĩa là nó không có hủy diệt, không có kết thúc và cũng không có mở đầu. Nó cứ xoay vòng. Cái duyên này đủ tụ tụ đủ duyên thì cái này sanh ra. Rồi hết duyên thì cái đó nó hoại đi, nó mất đi rồi có đủ duyên nó cũng sanh ra nữa. Cứ vậy đó, cứ cứ xoay vòng, không bao giờ mất. Nếu mà có điểm kết thúc hoặc có mở đầu thì kiểu như vậy, thì theo cái quan điểm mà mình nói là có mở đầu có kết thúc thì nó sẽ không phải là vũ trụ nữa, nó không phải là chân lý nữa. Bởi vì cái thời chúng nên đạo Phật á, là cái nhận thức của Phật á, là nó hoàn toàn ngược lại với đời kia vận trời vật luôn. Bởi vì người ta sẽ khó mà có thể mà chấp nhận được
nó mà đạo Phật á, là cái ý nghĩa của Phật đi đó là chỉ cho người ta thấy được ánh sáng, thấy được chính mình, thấy được cái gốc mắc, thấy được cái tư duy lệch lạc đó. Mà nếu mà chúng ta không có hiểu, không có nghiền ngẫm để hiểu thì chúng ta làm cho con người rối lên thêm, làm cho có đạo Phật làm cho người ta rối, làm cho cuộc sống nó càng thêm hỗn loạn nữa. Vậy để như vậy, những người mà nói là nếu mà đã tin thật Phật thì không có tin trời đất, không có tin thánh chúa. Nhưng mà cái mình không hiểu tại sao khi mà sau này Phật không còn á, Phật không có còn nữa rồi á, thì các vị thánh cũng tịch hết rồi, bắt đầu người ta mới vận dụng là phương tiện, bởi mới gọi là đạo Phật phát triển. Nên phát triển có nghĩa là người ta giờ tự nhiên mình nói thẳng vô, nói là đừng có sân thì sẽ không có khổ đâu, đừng có tham không có khổ, nói vậy nhưng người ta làm đâu được, người ta không làm được. Giờ tự không mà đi nói giết cái người mà người ta đang còn quá chấp vô cái tôi á, quá chấp vô cái tôi, thì tự nhiên lại nói người ta đang sân vậy kia, người ta đừng sân, sân là khổ, sân là xuống địa ngục, sân là đốt cháy rừng công đức. Nói vậy chẳng khác nào không những họ không nghe mà họ còn không chừng còn tiêu diệt mình nữa. Bởi vậy nên cái thời mà chúng cái tâm tánh con người ta còn cái tôi quá lớn, người ta chưa có thể chấp nhận được những cái câu nói đó. Mà trong khi đó thời Đức Phật thì vẫn có Phật vẫn nói được như thế luôn. Nhưng mà tại vì sao, cái định lực, cái lực của Phật nó rất là lớn, cái sự từ bi của Phật rất là lớn, có thể cái lời nói của Phật với cái hình thể người ta thấy cái tướng của Phật thôi, Phật nói một cái là người đó giống như có một cái gì đó làm người ta không có thể nào chống lại Phật liền, cái kiểu gì đó. Nó có một cái sự từ bi bao dung, là có nghĩa là cái đức độ của Phật quá lớn đi, nên cho dù mình chúng ta nói Phật nói là sanh sẽ đau khổ sao sao thì người đó cũng không thể nào mình chống phá lại Phật được. Còn thời chúng ta bây giờ đức độ chúng ta không có, tự nhiên chúng ta đi gặp một người đang sân mà lại nói kiểu đó coi chừng bị đập luôn ấy, chứ đừng nói bị đập, mà nếu mà còn hả, nếu mà chúng ta đụng chạm quá lớn coi chừng người ta thủ tiêu mình luôn cái kiểu vậy đó, cái kiểu mà ấy luôn á. Tại vì đức độ của chúng ta nó không có đủ, thì cái sau này các vị thầy sau này mới mới là dùng phương tiện, họ là phải dòng do tam quốc nói này kia, rồi bắt đầu mới đánh từ 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 vô trong cái mà người ta thấy ra được cái sân của người ta. Người ta dùng phương tiện này phương tiện nọ rồi để cho cuối cùng mấy người nó mới thấy ra được cái sân của chính mình, thì tự họ buông, chứ không có thể chỉ điểm thẳng được đó. Thì đạo Phật phát triển là vậy đó. Mà khi mà hả đó phát triển thì cái gì cũng vậy, nó cái gì nó cũng có cái giá của nó. Khi mình quá phát triển thì mình quên mất cái gốc đó, mình không nắm vững cái gốc đó, thì nó sẽ mất luôn, sẽ mình chính mình cũng quên mất chính mình luôn. Là đã trong đạo Phật, nhà Phật có cái câu chuyện mà kiến chiếu yêu đó, là cái vị đó luyện đủ công phu rồi bắt đầu đi xuống đời đậu đời đi giúp mọi người thay đổi được cái nhận thức đúng đắn đi hành đạo đó, cái cuối cùng về là mình ô nhiễm hồi nào cũng hay, mình thành yêu quái hồi nào cũng hay, cái kiểu là có nghĩa là mình đi giúp người ta thay đổi cái tà tánh, cái tà tư duy để trở lại chánh tư duy, chánh tánh, chánh chân chánh tư duy, ai về đâu không có độ được người ta, mà cuối cùng đầy trên đầu óc mình, đầy cơ con trong tâm hồn mình toàn là tà không, toàn là sân giận của thiên hạ gom vô trong mình hết đó. Thì cái vị đó quay trở về, khi mà đi quay ra đi một thời gian xuống hành đạo đủ thấm thía đủ mệt rồi, giờ quay trở về về bên thầy về núi á, thì đi qua phải muốn lên vô cửa núi đó phải đi qua cái là soi vô cái kiến, thì cái kiến nó soi vô thì cái kiến nó chiếu yêu, có nghĩa là người nào tà tâm thì không có thể nào vô được cửa đó đó. Thì cái vị đó đứng vô trước cái kiến thì mình là một con yêu quái vậy đó, mình là vợ cái tại vì mình thành nữa, không phải là mình nữa rồi. Là cái ý nghĩa của câu chuyện đó là nói vậy đó, là mình độ người khác mà mình không có đủ chánh kiến rồi cuối cùng mình không độ được người ta mà bị người ta quật lại mình quá trời, cái cuối cùng mình cũng sân giận đùng đùng, mình cũng đầy khổ đau y như người ta luôn. Thì là vậy đó. Bởi vì đạo Phật mà nếu mà chúng ta không có tìm nghiền ngẫm thì nó rất là dễ vướng thêm tà thêm nhiều thêm, chứ không có thấy chánh nổi.